Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 217.000 tín đồ công giáo, sinh hoạt tôn giáo tại 108 cơ sở thờ tự trong toàn tỉnh. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào công giáo đã cùng nhân dân tại các địa bàn dân cư tích cực đóng góp hàng chục tỷ đồng, hiến hàng trăm mét vuông đất để làm đường, xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông liên thôn, liên xã, lắp đặt hệ thống đèn đường tại các thôn buôn. Nhiều giáo xứ họ đạo đã đầu tư xây dựng khu vui chơi, thể dục thể thao, sinh hoạt văn nghệ, giúp thanh thiếu niên có sân chơi lành mạnh. Tại các khu dân cư công giáo, tệ nạn xã hội ít xảy ra, tỷ lệ con em thi đỗ vào đại học, cao đẳng hàng năm đều tăng cao. Các giáo xứ họ đạo đã triển khai hỗ trợ được gần 14 tỷ đồng để xây dựng nhà tình thương, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, đóng góp các nguồn quỹ tại địa phương. Về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, Linh mục Vũ Thanh Lịch, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk khóa 7 cho biết, đồng bào công giáo tại địa phương quyết tâm đồng lòng đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, cùng nhân dân toàn tỉnh xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Cái địa bàn của tỉnh Đắk Lắk rất là rộng, vì vậy chúng tôi củng cố các cách ban đoàn kết với những nhân sự tích cực, tham gia tất cả những cái công tác về mặt xã hội, kinh tế, an ninh, chính trị. Tất cả những việc gì tốt để nhằm xây dựng sự ấm no hạnh phúc cho đồng bào, chúng tôi cố gắng tham gia về mọi mặt. Dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương đồng hành cùng dân tộc cho 10 cá nhân, tặng bằng khen cho 2 tập thể và cá nhân về thành tích xuất sắc trong công tác của Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong 5 năm qua.